Nguyên Vũ xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với đêm thi thứ hai, vòng thi thứ hai của chương trình Hãy nghe tôi hát mùa thứ năm với chủ đề ca sĩ Ngọc Ánh. Chương trình Hãy nghe tôi hát do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Chess Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, chúng ta đang trong vòng thi mà giám khảo chủ đề là một ca sĩ nữ phải nói là rất đa năng, người có thể hát được rất nhiều dòng nhạc và có lượng khán giả hâm mộ đông đảo từ hơn 30 năm qua. Đó vừa là một thử thách dành cho các bạn ca sĩ, nhưng cũng là nguồn cảm hứng lớn cho các bạn chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của mình. Mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của đêm thi trước. Trong đêm thi trước, các ca sĩ như Thùy, Tina Ngọc Nữ và Tuấn Hoàng đã đưa khán giả về lại những năm tháng đầu khi ca sĩ Ngọc Ánh bước lên đỉnh cao. Từ đỉnh cao đó, Ngọc Ánh đã tỏa sáng thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi phần tranh tài của Quân Bino, Thái Bảo và Đoàn Tuấn trong đêm nay. Và trước khi đến với phần trình diễn của đêm nay, chúng ta hãy cùng sống lại không khí âm nhạc sôi nổi của những năm đầu thập niên 90 với dòng nhạc trẻ tươi mới sống động làm rào rực mọi trái tim. Quý vị hãy sẵn sàng nhé, vì Nguyên Vũ tin rằng là sẽ khó mà ngồi yên khi xem màn trình diễn này. Ca khúc Ngọn Lửa Trái Tim và phần trình diễn của ca sĩ Ngọc Ánh.
Xin được cảm ơn phần trình diễn hết sức sôi động của ca sĩ Ngọc Ánh. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trở lại ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo danh ca Thái Châu. Giám khảo chủ đề ca sĩ Ngọc Ánh. Giám khảo khách mời biên tập MC Minh Đức. Bây giờ thì Nguyên Vũ xin hỏi chị Ngọc Ánh là sau đêm thi đầu tiên thì chị đang chờ đợi gì ở đêm thi này ạ? Ở đêm thi này thì Ngọc Ánh mong rằng sẽ có một cái không gian âm nhạc mới, nó khác với đêm đầu vì có những bài hát sôi động và những bài hát là một thời của Ngọc Ánh. Đang rất là mong chờ các em sẽ thể hiện như thế nào, rất là nóng lòng và mong chờ để gặp các em, để nghe các em hát. Còn đối với anh Thái Châu thì là người đã từng đứng chung sân khấu với lại ca sĩ Ngọc Ánh ở cái thời gian là những ngày đầu tiên mà ca sĩ Ngọc Ánh trình diễn, thì đến ngày hôm nay đối với giọng hát này thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Đây là một cô em gái phải nói là thật lòng thật tâm yêu nghề. Ngọc Ánh hát bằng hết cả cái trái tim. Bài hát nào cô nàng này cũng tính rất là kỹ lưỡng. Theo anh cảm nhận được, cái tính của Ngọc Ánh là muốn mỗi lần xuất hiện phải được khán giả yêu mến, phải được khán giả cảm nhận tốt về cái bài hát và cái cách trình diễn của mình. Sống chết với nghề, yêu nghề. Thì đối với phần trình diễn hết sức sôi động của ca sĩ Ngọc Ánh vừa rồi đó, cảm giác có còn như những ngày đầu tiên mà anh đã xem chị Ngọc Ánh trình diễn không ạ? Đã là fan chân chính thì thần tượng hát gì mình cũng thấy hay hết. Nói vui vẻ chứ. Minh Đức đã có nhiều khoảnh khắc với chị Ngọc Ánh. Khi mình được vinh dự dẫn cái live show của chị, lúc chị hát bài Mùa Xuân Bên Cửa Sổ thì Đức ở đứng ở trong cánh gà và thực sự mình đã rơi nước mắt. Mình rất xúc động vì bao nhiêu cái kỷ niệm của những năm tháng ngày xưa nó quay trở lại. Đến sau này thì chị em đã thân thiết nhau rất là nhiều và có cả cái niềm vui sở thích chung về ẩm thực nữa, đã hay chia sẻ đồ ăn cho nhau nữa. Thần tượng ngày xưa tưởng cao xa như thế nhưng hóa ra bây giờ đáng yêu vô cùng. Và có lẽ chính cái sự vô tư đấy khiến chị nuôi dưỡng được cái tiếng hát của mình, nó vẫn y như ngày đầu, không có suy chuyển tí nào cả. Cảm ơn em. Hai người này có đồng cảnh ngộ tâm hồn, ăn uống. Xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị từ phía ban giám khảo. Thưa quý vị, chúng ta đều biết ca sĩ Ngọc Ánh có giọng hát đầy nội lực, rất khỏe, rất vang và đặc biệt rất dễ nhận ra ngay khi vừa cất lên câu hát đầu tiên. Chính vì thế mà chị đã ghi lại được dấu ấn trong lòng công chúng. Ngọc Ánh luôn có cách để biến những bài hát quen thuộc thành một phiên bản khác đặc biệt của mình. Nguyên Vũ nghĩ rằng đó cũng là điều mà các thí sinh của Hãy Nghe Tôi Hát đang mong muốn làm được. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng xem một bài hit nhạc trẻ đình đám sẽ được thí sinh của Hãy Nghe Tôi Hát thể hiện lại như thế nào. Ca khúc Chuyện Thường Tình Thế Thôi qua phần trình diễn của ca sĩ Thái Bảo. Xin chào mọi người, lại là Thái Bảo đây. Đến với đêm nhạc của chị Ngọc Ánh thì Bảo rất là ấn tượng với một biệt danh của chị Ngọc Ánh đã nổi tiếng từ xưa đến giờ, đó là nữ hoàng nhạc rock. Chị Ngọc Ánh khi bước chân lên sân khấu hát rock thì thôi rồi, rất là sôi động, rất là máu lửa. Đặc biệt chị Ánh còn rất là đa dạng về phong cách âm nhạc và tất cả những dòng nhạc mà chị Ánh theo đuổi và thể hiện đều rất là thành công. Và đó cũng là hình tượng mà Thái Bảo cũng muốn theo đuổi để trở thành một ca sĩ đa năng. Và đến với đêm nhạc của chị Ngọc Ánh thì Thái Bảo chọn ca khúc Chuyện Thường Tình Thế Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang. Vì Bảo nghĩ ca khúc này nó rất là phù hợp với chất giọng của mình và cũng như là Bảo cảm nhận được chiều sâu của ca khúc đó. Và mọi người hãy chờ xem Thái Bảo thể hiện ca khúc này có khác gì với chị Ngọc Ánh không nha. Trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui, cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt lắng dài, tình yêu đó dài.
chuyện thương tình thế ngày nào đã trao cho anh giờ chỉ còn trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau giờ bỗng phôi phai màu. Mình em bước trong cơn mưa chiều nhớ anh. Hàng cây vắng tanh tiễn đưa anh về kỷ niệm. Rồi cuộc tình mình mây trôi thẫn thờ, nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi. Người hỡi anh ơi, anh có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ ích chi? Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia. Kỷ niệm giọt nước mắt lắng dài, tình yêu đó xa rồi, tìm trong lãng quên người yêu ơi. Đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng giờ quên đi thôi. Ngước mắt nhìn những dấu yêu mãi về chốn nào, giọt nước mắt khó rồi người yêu ơi. Thôi đành ta chia tay chuyện thương tình thế thôi. Cuộc tình mình cũng như mây trôi thẫn thờ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi. Người hỡi anh ơi, anh có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ ích chi? Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia. Trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt lắng dài, tình yêu đó xa rồi, tìm trong lãng quên. Mắt nhìn những dấu yêu mãi về chốn nào, giọt nước mắt khó rồi người yêu ơi. Thôi đành ta chia tay chuyện thương tình thế thôi. Đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng giờ quên đi thôi. Ngước mắt nhìn những dấu yêu mãi về chốn nào, giọt nước mắt
chia tay trên thương tình thế thôi. Trước hết nói cái lời của Lê Quang hay dạ. quá hả? Dạ, dạ, lời hay. Rất hay. Nó đồng nghĩa như là chấp nhận những cái gì xảy ra đến cho cái đời của mình. Cái hòa âm cũng rất là lãng mạn, du dương. Hòa âm hay lắm. Và cái sự thể hiện của Thái Bảo rất đông đầy tình cảm, nghe mà thấm. Chắc bài hát này là đúng gu rồi ha. Chạnh lòng ha. Cũng xao xuyến ở trong lòng. Nghe cái giọng hát của Thái Bảo, nghe cái cách thể hiện, cái cách hát của Thái Bảo, cứ như thế mà tiến lên nha. Tốt lắm, hát rất tốt. Tôi rất hài lòng. À, Ngọc Ánh hát bài hát này vào cuối năm 2003, khi mới về Việt Nam, thì có đi dự sinh nhật Lê Quang. Có hỏi Lê Quang có bài mới cho chị xin để chị hát, thì Lê Quang có cho Ngọc Ánh hai bài, là bài Chuyện Thường Tình Thế Thôi và bài Tình Đầu. Từ cái bài nó đã hay sẵn rồi, bây giờ mình phải thêm cái giọng mình vô, và mình phải thể hiện như thế nào để cho nó thoát lên được cái chất của cái bài hát này. Nó hợp với cái chất giọng cao của em, vì em lên cao rất sáng, chỉ có hơi bị mờ khi em xuống thấp. Khi em lên cao hay là em kéo một hơi dài hai câu, đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi, thì đó là về kỹ thuật. Cũng như em bỏ nhỏ từng chữ, có lẽ là tại vì chị đã chia tay cho nên chị hát nó đau lắm. Em không thấy cái đau đó, nhưng mà em vẫn phải chấp nhận cái sự chia tay đó, là bởi vì nó cũng là một chuyện bình thường trong cuộc đời của mỗi người. Có lẽ là cái xúc động đó, nó phải thể hiện khi mà con người ta phải trải qua cái kinh nghiệm đó, trải qua những giây phút đau đớn đó mới có thể hát lên được như vậy. Và chị mong rằng sau đây em sẽ hát cái bài này nó hay 10 lần hơn, 100 lần hơn nữa. Khi em đặt em vào cái nhân vật đó, là chị mong em như vậy, vì giọng hát em quá tốt, giọng em sáng trưng. Chị cảm ơn em. Em cảm ơn chị. Đó là cái hoàn cảnh của Ngọc Ánh. Nó, cái bài hát này nó vào cái hoàn cảnh của Ngọc Ánh, thành ra hát bằng nước mắt. Đây là một cái sự chia sẻ bằng cái đáy lòng của Ngọc Ánh. Thì Thái Bảo cũng ghi nhận, nhưng mà cái người xem đó, khán giả đó, chưa biết cái hoàn cảnh của Ngọc Ánh, nhưng mà nghe Thái Bảo hát, thấy Thái Bảo trình diễn, đã chấp nhận rồi. Anh nghĩ là chấp nhận rồi. Khổ nổi gì, em không phải là một khán giả bình thường để em nghe Thái Bảo hát, mà em là một người đã hát nó rồi. Cho nên khi em nghe Thái Bảo hát vậy, em mong rằng Thái Bảo cũng sẽ hát được như vậy, với cái cảm xúc như vậy, để chạm được trái tim của chị. Chứ nếu một người khán giả bình thường khác thì họ sẽ thấy em hát rất tốt, rất hay. Thực ra chị Ngọc Ánh, chị có nhắc đi nhắc lại là em hát mà không chạm đến trái tim chị, chứ thực ra đã chạm và chạm rất mạnh rồi. Nếu không thì chị không nói nhiều như thế và không khóc như thế. Có rất nhiều cách để chúng ta tác động đến trái tim của người nghe. Có thể tác động một cách trực tiếp làm người ta khóc òa ngay tại chỗ, nhưng có thể là gợi lên trong người ta những cái kỷ niệm, những cái ký ức để người ta xúc động. Đó đã là thành công rồi. Anh thấy ngày hôm nay em hát rất hay. Cũng như chúng ta có những cái cách hành xử khác nhau trước những cái hạnh phúc và bất hạnh của đời mình. Không phải là cứ lăn lê bò toài, nức nở, sầu bi thì mới là đau khổ. Và không phải là cứ lạnh tanh thì là vô cảm. Có thể là ở góc độ em thì em đang hát bằng cảm xúc, và cái cảm xúc của em nó hòa lẫn với cái kỹ thuật, nó làm cho mọi người xúc động. Như ở đây anh cũng xúc động, anh Châu cũng xúc động, và Nguyên Vũ cũng xúc động. Và đây không phải là lần đầu tiên một vị giám khảo chủ đề bảo vệ cái bài hát của mình, bảo vệ cái cảm xúc của mình. Và điều đấy là hoàn toàn chính đáng, vì họ là người đã hát bài hát đó, đã sống với bài hát đó trong rất là nhiều năm. Nhưng mà các em cũng đừng quá lo sợ cái điều đó. Mặc dù chị Ngọc Ánh chị bảo vệ quyết liệt cảm xúc của chị ấy, nhưng chị đã rơi nước mắt. Cái bản phối của cái bài hát này á, nó giúp em rất là nhiều.
đẩy được cái cảm xúc nó từ thấp đến cao, lên cao trào rồi nó lại xuống rất là nhẹ nhàng, và nó thoát ra khỏi bài hát cũng rất là nhẹ nhàng. Đúng là chuyện thường tình thế thôi. Tiếng piano rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Xin chúc mừng Thái Bảo. Chúc mừng bạn. Và bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của biên tập MC Minh Đức. Mời. Chúc mừng bạn. Ngay sau đây sẽ là số điểm của danh ca Thái Châu. Mời. 2 điểm 10 tuyệt đối dành cho Thái Bảo. Chúc mừng bạn. Và để khép lại phần tranh tài của vòng 2 đêm nay là bài hát mà Nguyên Vũ tin rằng tất cả mọi người đang theo dõi chương trình này đều đang chờ đợi được nghe. Đây là một bài hát rất nổi tiếng, một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong suốt thập niên 80. Bài hát đã gắn liền với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Ánh trong nhiều năm. Nguyên Vũ còn nhớ buổi sáng mở đài phát thanh lên thì thường được nghe bài hát này qua tiếng hát Ngọc Ánh. Hôm nay, dấu ấn ấy sẽ được thể hiện lại như thế nào? Mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ qua phần trình diễn của ca sĩ Đoàn Tuấn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đoàn Tuấn. Cảm xúc đầu tiên của mình khi mà đến với đêm nhạc này á, phải nói là chị Ngọc Ánh là một nghệ sĩ rất là đa tài. Chị hát được rất là nhiều thể loại âm nhạc, từ nhạc buồn, nhạc vui tới nhạc rock. Và đến với đêm nhạc này mình quyết định chọn ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ vì đó là một ca khúc rất nổi tiếng của chị và nó lại rất là phù hợp với dòng nhạc ballad mình đang theo đuổi. Mời quý vị cùng theo dõi ca khúc này của Đoàn Tuấn nhé. Cao cao bên cửa sổ hả? Ờ, muốn chát rồi. À, chưa. À, rất là xí gạt ta. Xí gạt. Bà lát. Thank you.
Dạ em chào chị. Chị đã cảm ơn cái phần thi của em. Chị cũng muốn chia sẻ về cái duyên chị hát bài này. Đó là năm 1985, chị đi dạo trong nhà sách thì chị mua một cuốn sách nhạc, trong đó có bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Chị thấy cái lời bài hát hay quá nên chị về chị tập bài này. Và đến năm 86 là chị chính thức chị hát, cho đến năm 89 chị thu âm bài này cho Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội. Cho nên nó như là một cái dấu ấn lịch sử trong cuộc đời chị đi hát vậy đó. Và nó thấm vô trong lòng chị từng lời, từng chữ, từng câu. Như cái lời ví dụ như là đường phố ơi, hãy yên lặng. Lúc đầu em hát hãy im lặng, sau đó em hát cứ im lặng, như là không đúng. Thứ hai nữa là khi em hát lúc đầu em quá run, em hồi hộp hay sao, hình em run quá rồi em khô cuốn họng hay sao. Nhưng mà sau gian tấu thì em hát bật lên được, em sáng giọng em lên được, rồi em ngân nga được. Chị hy vọng rằng là sau này em rút kinh nghiệm và em sẽ hát tốt hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị. Bất cứ một bài hát nào mà em thuộc lào hết, thấm hết, thấm nghĩa là tận đáy lòng luôn, thì sẽ có cảm xúc thôi. Hát nó tình cảm dạt dào như thế nào rồi sẽ có động tác cũng tự nảy sinh ra, tại mình thấm quá mà. Với lại khi mà nhạc sĩ hòa âm á, phải chọn một cái tông vừa vặn, đừng có để mấy cái nốt cao mình với cái giọng đẹp, phải lên cho nó sắc bén ha, nó tới cái cao độ, và xuống thấp phải tròn trịa rõ ràng. Chia sẻ cho em như thế. Cảm ơn em. Qua những gì mà Tuấn trình diễn trong bài này thì Minh Đức thấy là em thực sự là người có bản lĩnh đấy. Một cái bản phối rất là lạ, rất là thú vị, rất nhiều không gian âm nhạc khác nhau đan xen trong cái bản phối này. Và phần hát cũng thế, nó cũng thay đổi liên tục. Chất nhạc nhẹ có, một tí cổ điển cũng có. Nó làm cho cái bài hát này nó trở nên khác biệt so với cái phiên bản gốc của chị Ngọc Ánh. Còn đương nhiên những cái lỗi về phần lời thì choạch choạc này kia nó cũng sẽ vấp phải thôi. Vì có lẽ bài hát này là bài hát quá xa lạ đối với em. Cũng chia sẻ thêm với mọi người một chút là đây là một cái bài hát có thể là một cái hit lớn trong sự nghiệp của chị Ngọc Ánh. Và chị đã chia sẻ rồi, nó là cái dấu ấn rất lớn. Nhưng nó cũng là một bài hát mà rất lâu rồi, rất ít người hát lại bài hát này. Minh Đức cũng phải cảm ơn em đã chọn bài này, để bài này nó có mặt ở trong chương trình này. Một chương trình về Ngọc Ánh là phải có bài Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Cái đáng khen đầu tiên của em là em đã làm một cái phần âm nhạc nó rất là mới lạ, nó làm cho bài hát một cái không khí mới. Và nếu em tiếp thu tất cả những lời góp ý của chị Ngọc Ánh và anh Thái Châu ngày hôm nay, sau này em hát lại bài hát này với cái phần hòa âm như thế này, nó sẽ là một bài hát của em. Dạ, ok. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía MC Minh Đức. 9,75 số điểm của danh ca Thái Châu. 9,75 số điểm của ca sĩ Ngọc Ánh. Chúng ta sẽ biết được ít phút nữa thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng gặp gỡ lại 6 ca sĩ trong vòng thi chủ đề ca sĩ Ngọc Ánh. Còn bây giờ sẽ là kết quả. Ca sĩ Quân Pino, giám khảo chủ đề ca sĩ Ngọc Ánh dành cho bạn với số điểm là 9,50, tổng điểm 29 điểm. Ca sĩ Như Thùy,
Số điểm của giám khảo Ngọc Ánh dành cho bạn là 9,50, tổng điểm 29. Tuấn Hoàng, giám khảo chủ đề ca sĩ Ngọc Ánh dành cho bạn với số điểm là 9,75, tổng điểm 29,25. Đoàn Tuấn, giám khảo Ngọc Ánh dành cho bạn với số điểm là 9,75, tổng điểm 29,25. Tina Ngọc Nữ, điểm của giám khảo chủ đề ca sĩ Ngọc Ánh dành cho bạn là 9,75, tổng điểm 29,50. Thái Bảo, số điểm của giám khảo chủ đề ca sĩ Ngọc Ánh dành cho bạn là số điểm tuyệt đối 10 điểm. Chúc mừng bạn. Như vậy là bạn sẽ là người đoạt giải nhất ở vòng thi với chủ đề Ngọc Ánh với tổng điểm là 30. Chúc mừng bạn. Ngay sau đây xin mời ca sĩ Ngọc Ánh lên trao giải nhất vòng 2 cho ca sĩ Thái Bảo. Rồi, cố gắng dành câu. Xin được cảm ơn ca sĩ Ngọc Ánh và một lần nữa chúc mừng ca sĩ Thái Bảo đã đoạt nhất vòng 2. Thưa quý vị, ở vòng thi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một giọng hát rất được quý vị yêu mến, đó chính là danh ca Ngọc Sơn. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Jet Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, Nguyên Vũ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vòng thi thứ hai, hãy nghe tôi hát, mời quý vị cùng bước vào vòng 3 với chân dung của một trong những nghệ sĩ đa tài và nổi tiếng bậc nhất suốt hơn 30 năm qua của sân khấu ca nhạc, danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Những bài hát đã gắn với tên tuổi của hiện tượng một thời, những ca khúc từ sáng tác có sự lan tỏa mạnh mẽ, tất cả sẽ được tái hiện lại vô cùng khác lạ, mới mẻ và độc đáo trong Hãy Nghe Tôi Hát. Không bao đau thương mình em cô đơn trốn đây, ngày mai anh ra đi dấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình em với vầng trăng cô đơn. Và anh rất là hay tạo cho ca sĩ có một cái đất để biểu diễn. Chúc mừng em hát rất tốt và rất là xúc cảm. Mời quý khán giả đón xem đêm thi chủ đề ca sĩ Ngọc Sơn vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.